Xin mừng các bạn đến với Nhật ký ví bầu. Hôm nay thì nhân dịp tuần thứ 17, mặc một cái váy rất là dài, không phải gác chéo chân. Việc gác chéo chân với bà bầu là luôn một câu chuyện lớn nhá. Mình không biết tại sao nhưng có lẽ là cái cơ xương của mình nó đang... Thì mình cảm giác như nó giống một con khủng long nhưng không phải giống người thường. Tức là các cái cơ của mình nó cứ giãn ra, nó đau từng những cái khớp một. Nhưng mà đấy là câu chuyện một tí nữa mình sẽ nói. Còn bây giờ mình sẽ nói xem là thai nhi thì phát triển thế nào trong tuần 17 này. Bây giờ hết quả để miêu tả rồi. Nhưng bây giờ thì kích cỡ của thai nhi bằng khoảng lòng bàn tay của mình. Tức là tương đối to đấy. Rồi à, cái điều thú vị nhất là người ta phát hiện ra. Như thì mình lần trước siêu âm thì chỉ nhìn thấy là em bé có gãi đầu. Còn người ta nói là bây giờ em bé thậm chí biết nghịch dây rốn của mình. Biết sờ vào nó và đẩy ra di chuyển. Thậm chí còn biết nắm chặt dây rốn. Khiến lượng oxy đi qua bị giảm sút. Các bà mẹ cũng đừng vội lo lắng những thông tin này. Bởi vì bé sẽ không nắm chặt được lâu đâu. Đến khi cảm thấy khó chịu thì sẽ tự buông ra. Cái việc mà có một cơ thể, một em bé đang nghịch ngợm làm đủ trò trong bụng thì là một cái thông tin rất là thú vị. Ngoài ra thì mọi người cũng biết là một cái kỹ năng, như thì chúng ta nói rất nhiều về cái kỹ năng hít thở, thì mọi người cũng thấy là em bé ở cái thời điểm này thì hít thở rất là mạnh mẽ. Mặc dù xung quanh thì toàn nước ối thôi, không có gì cả. Dây rốn thì bắt đầu dài ra, chắc khỏe dày hơn. Tai thì bắt đầu nghe thấy những hoạt động xung quanh mình và chuyển động cơ thể đã mạnh mẽ hơn tuần trước. Nên thì mình tưởng tượng rằng là Linh Louis thì 3 tuổi đi học karate. Linh hôm nay đi đâu? Linh hôm nay đi tập võ. Tập võ như nào? Tập võ như nào? Em của Linh Louis trong bụng cũng đang tập karate. Cơ thể thì bắt đầu hình thành các mô mỡ và chất béo. Điều này khiến cho nhiệt độ cơ thể bé được ổn định này. Da phía ngoài nhìn hồng hào hơn, trưởng thành hơn. Hệ tuần hoàn bài tiết đi hoạt động nhịp nhàng. Bộ xương thay đổi từ sụn mềm thành xương cứng, có thể di chuyển các khớp. Oách chưa? Tuyến mồ hôi cũng bắt đầu phát triển đấy. Một cái điều nữa, một cái điều rất là quan trọng nữa là cái nhịp tim của bé. Bây giờ thì cái nhịp tim này đã được điều khiển bằng não bộ chứ không chỉ là một cách rất là tự nhiên như là trước đây nữa. Và nếu mà chúng ta lắng nghe thật kỹ nhá, chúng ta sẽ thấy nó đập khoảng 140 đến 150 lần mỗi phút. Điều này tức là cái vận tốc này á gấp đôi tim của chúng ta nếu mà tim của chúng ta đập như này nhá. Thì em bé tích 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 tích, nói chung như nhạc vũ trường luôn. Quan sát nhỏ nữa của khoa học. Và thì mình không biết là cái thông tin này thì có thực sự là hữu ích. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng là có một sinh vật sống ở bên trong cơ thể chúng ta bắt đầu hình thành dấu vân tay. Dấu vân tay là cái đặc điểm mà mỗi con người đều khác nhau nhé. Không ai có dấu vân tay giống ai cả. Và bản thân em bé cũng bắt đầu xây dựng những cái identity của mình bằng việc là đang hình thành dấu vân tay. Ngoài ra thì em bé cũng đã bắt đầu phản ứng rất là nhiều với lại âm thanh. Và mắt thì mặc dù vẫn đang nhắm chứ không hề mở ra, nhưng mà những cái chuyển động về âm thanh rồi những cái ánh sáng thì đều phản ứng rất là rõ. Lần trước thì chúng ta nói rất nhiều về chuyện nghe nhạc, nhưng bây giờ thì ví dụ như một cái tiếng chó sủa chẳng hạn quá là nhiều thì cũng làm cho bé thức giấc và ảnh hưởng rất là nhiều chứ không chỉ đơn giản. Nên cái thời điểm này càng yên tĩnh hay là càng du dương càng tốt. Đấy là về em bé của chúng ta. Còn bây giờ, vấn đề lớn nhất của bà mẹ trong tuần thứ 17 là gì? Đấy là câu chuyện giấc ngủ. Thì mình không biết là có bao nhiêu bà mẹ ngủ ngon trong cái giai đoạn này, nhưng mà mình tự đoán là chúng ta thường không được ngủ ngon lắm đâu. Như thế mình nói ngay từ đầu là cái xương của chúng ta vẫn đang form vào một cái hình dạng để về sau chúng ta có thể sinh nở. Và xương sống của chúng ta thì thẳng như thế này. Nhưng bây giờ nếu mọi người tự đứng vào một cái tường thì sẽ thấy là xương sống của chúng ta có như thế này, hình chữ S luôn. Bởi vì cái bụng nó đã kéo cái phần xương sống ra. Một cái cơ thể, cả một cái xương sống mà còn thay đổi như thế thì bạn sẽ hình dung là cơ thể của chúng ta đau nhức như thế nào, những cái khớp xương đau nhức như thế nào. Điều đấy ảnh hưởng đến việc là chúng ta ngủ đương nhiên là sẽ không thấy ngon và lúc nào cũng cảm thấy loay hoay và không biết ngủ như thế nào cho tiện. Thì cái thời điểm này cái lời khuyên cho các bà mẹ là chúng ta chỉ nằm một bên. Không chỉ đi ngủ, đi massage hay đi làm gì thì bạn bắt đầu cũng được khuyên là chỉ có nằm một bên thôi. Và có lúc này là lúc mà một vật dụng hữu hiệu đã được phát minh ra đời. Đấy là chiếc gối bà bầu. Tinh! Chiếc gối này hình chữ C. Để mà chúng ta vừa gối được này, ôm này, rồi gác chân được. Và Thế Minh đã tậu cái gối này từ lần có bầu lần đầu tiên. Và 3 năm sau vẫn dùng tốt.
Và với rất nhiều các bà bầu thì đây là một vật cứu cánh cho những giấc ngủ. Bây giờ nhân tiện nói giấc ngủ thì chúng ta sẽ nói đến một thứ liên đới, đấy là giấc mơ. Cái thời điểm này cũng là thời điểm tuần thứ 17 nhá, là các bà bầu mơ rất là nhiều. Mơ đủ thứ, những cái nỗi lo sợ này, hay là mình thành con gì này, mình thành con khủng long này, mình thành một con gấu này, mình thành các loại con, tức là những cái con vật thì chúng ta mơ rất là nhiều. Ngoài ra, chúng ta có thể ghen tuông nhiều hơn, bởi vì bắt đầu chúng ta sẽ mơ thấy người yêu, chồng, bồ chúng ta đi gặp bạn gái cũ này, rồi người này người kia làm chúng ta bực mình, tức là những cái giấc mơ cũng phải nó xáo trộn. Cái này có lẽ là cái tâm lý là do chúng ta đang chuẩn bị đón nhận một cái thành viên mới, rồi chúng ta sắp ở một cái ngưỡng cửa cực kỳ quan trọng của tương lai, là chúng ta cả một cái cuộc sống, đời sống như thay đổi, cho nên những cái giấc mơ nó trở thành một cái không thể thiếu trong thời điểm này. Nhưng nói thế để thấy rằng đây cũng chỉ là một cái triệu chứng rất là bình thường các bà bầu. Chúng ta có những giấc mơ đẹp đẽ thì chúng ta cũng có những giấc mơ nó hơi khó chịu một chút. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta đi ngủ sớm, quan trọng là giấc ngủ, và nếu mà chúng ta được ngủ đủ, ngủ tốt thì chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh để nuôi em bé. Một cái câu chuyện lớn nữa là câu chuyện thời trang bà bầu, bởi vì chúng ta đã nặng nề hơn và những cái việc như là đi giày cao gót này có phải là việc cần thiết nữa hay không? Thực ra thì chưa có một cái nghiên cứu chính thức nào là nói là bạn nên đi giày cao gót cỡ này, hay là đi giày bệt cỡ này, hay là xuề xòa cỡ này, hay là nên mặc áo bà bầu, hay là mặc áo bó, hay là trông sexy như thế này. Thực ra không có một cái quy định gì cả. Thì mình nghĩ là những bà bầu thì hay bị mang tiếng là trông có vẻ ì ạch và mặc đồ không được thời trang cho lắm. Sao không nhân tiện này chúng ta thay đổi cái quan điểm để đi. Như thì mình thỉnh thoảng vẫn cho phép mình đi giày cao gót khoảng ngắn một tí xíu này thôi, không sao cả. Một cái vấn đề nữa quan trọng thời điểm này, nếu ai đang dùng chất kích thích, chất kích thích nghe thì kinh, nhưng mà đấy chính là thuốc lá, rượu, cà phê, thì tuyệt đối là phải ngưng lại. Thực ra trong cái cốc này, bí ẩn của cái cốc này từ trước nay nhìn như cốc nước nhưng mà hoàn toàn bên trong là cà phê. Thì mình là người rất là nghiện cà phê và không thể sống thiếu cà phê được. Rượu và thuốc lá thì tuyệt đối không. Nhưng ở Việt Nam có đặc điểm là trên đường rất là nhiều người hút thuốc lá. Chúng ta có thể nhìn từng góc là sẽ có người này người kia hút, và khói thuốc thì bay vào mặt chúng ta, và mình cảm thấy chỉ có đi bộ trên đường cảm thấy là mình muốn tắc thở vì khói thuốc. Đấy, cái thời gian này là những cái đồ healthy nhất, bổ dưỡng nhất nên được tập trung chú ý vì ảnh hưởng trực tiếp đến em bé. Tuần 17 kết thúc tại đây. Tuần sau chúng ta gặp lại nhau xem là tuần 18 thì sẽ có một sự kiện, đấy là chúng ta sẽ chính thức đo vòng bụng. Bởi vì bây giờ vòng bụng đã to rồi và thậm chí là sẽ thay đổi theo mỗi tuần. Cho nên tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đo vòng bụng. Bây giờ thì xin chào.